Xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi cắm hoa nhé. Màu sắc chủ đạo hôm nay của mình sẽ là màu cam của những bông lúa, kết hợp cùng với cành hoa chiêm điểm và cành cúc su màu xanh mọi người nha. Mọi người cùng mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nhé. Mình sẽ cắm những cành hoa trên biển trước mọi người. Và video tô màu cho chùm bướm màu hồng của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn. Và tiếp theo thì mình sẽ cắm lên những bông hoa cúc su này mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tô một bức tranh, đó chính là một chùm nho, và chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay của mình nhé. Bắt đầu với một màu xanh thì chúng ta sẽ tô màu cho chiếc cuống và chiếc lá của cái chùm nho này. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và bảo cho các trang về cậu bé này của mình nhá. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel Tông Hoàng Lập Tranh của mình. Hôm nay mình có chuẩn bị trước một bức tranh về một cậu bé đang đưa tay vẫy chào này, và hãy cùng mình tông màu cho bức tranh này nhé. Và mình sẽ tô màu cho phần tóc của bé này là màu đông. Do là mùa đông đang rất là lạnh nên có toàn trên vai một cái lên trên cổ một cái lớp khăn rất là xinh đẹp. Nó bị mất một cái vai rồi, da bị đồng nhiều quá ấy. Nên nó bị mất một cái vai rồi, da đầu nó rất là xinh luôn. Thì cũng rất là nhiều, nhìn thấy rất là mộng mĩnh, kiểu mập mạp ấy. Và tiếp theo thì mình sẽ cắm đến những bông lúa màu cam này mọi người nha. Nó đưa hàng cho rồi. Đưa hết rồi, đưa rồi. 12:30 đi quận xếp hàng. Bùng điện thoại rồi. Còn quần thì sẽ tô màu xanh dương này. Chẳng qua cũng khoảng 12:30. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu tím.
dùng tím để tô màu cho những quả nho này nhé. Mọi người sẽ mix màu nha. Mọi người muốn cái thân thân của nó thì sẽ mix màu đen và màu trắng, nó sẽ cho một cái màu nhạt hơn màu đen. Lúc đấy mình sẽ mix xong rồi, tiếp theo là màu tiếp theo mình cần sử dụng trong cái người này, trong cái trụ bún này, trụ bún này nó chính là màu trắng nha, màu trắng để làm cái bàn chân, bàn tay và cái phần cổ, khăn mày dưới cổ này. Và màu nữa không thể thiếu được đó chính là màu trắng. Đây là thành phẩm của mình các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy thì ở trên tay mình là một lọ hoa cắm về cô bàn rất là xinh mọi người. Có một sắc chủ đạo là màu hồng của hoa chiêm điểm mọi người này. Mình kết hợp cùng với bông hoa cúc su và những bông lúa như thế này mọi người nha. Rất là xinh luôn mọi người ạ. Mọi người có thể tham khảo mẫu cắm này, hoặc là mọi người có thể tham khảo phân loại hoa như thế này dùng để cắm lọ hoa, để bàn cắm lọ hoa, dùng để đề cô tiệc sự kiện rất là xinh, giá rất là rẻ mọi người nha. Video của mình đến đây là kết thúc mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.